Chào mừng các bạn đến với trận đấu chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Trận đấu được diễn ra trên sân Mỹ Đình với sức chứa lên đến 40.000 người, sân vận động lớn nhất Việt Nam. Cách thức tiên tri của chuột thần như sau: chúng ta để thức ăn ưa thích của chuột về phía khung thành của hai đội Việt Nam và Malaysia. Nếu chuột thần của chúng ta chọn ăn thức ăn bên nào thì bên đó giành chiến thắng. Nếu chuột thần chọn ăn cả hai dĩa thức ăn thì trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là trận đấu khốc liệt nhất từ đầu mùa giải. Chúng ta đang nắm lợi thế với luật bàn thắng sân khách và được thi đấu trên sân nhà. Vậy chúng ta hãy chờ xem liệu võ tòng Việt Nam có khuất phục được hổ giấy hay không. Và trận đấu đã bắt đầu, chuột thần đã vào sân. Liệu ngài sẽ chọn ăn thức ăn bên nào? Ngay lập tức chuột thần đã chọn ăn thức ăn bên phía cầu môn Việt Nam. Xin chúc mừng Việt Nam. Như vậy theo nhận định của thần chuột, phần thắng thuộc về Việt Nam với kết quả 1-0. Xin chúc mừng Việt Nam và cũng xin chia buồn với tuyển Malaysia. Họ đã rất nỗ lực tuy nhiên may mắn đã thuộc về chúng ta. Điều đó đồng nghĩa chúng ta đã đăng quang trong mùa giải năm nay, chức vô địch mà chúng ta đã chờ đợi 10 năm. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.